Hello, xin chào các bạn nha. Rất vui được trở lại. Xin kính chúc một ngày mới thật sự an lành và hạnh phúc. Các bạn ơi, hôm nay là ngày cuối năm đó. Mình đi chợ Costco. Và mời các bạn cùng đồng hành đi xem cho vui nha. Các bạn xem phong cảnh ở phía trước nè. Những chiếc lá mùa thu bây giờ thì nó rơi rụng hết rồi, để lại những cành cây khô của mùa đông đó, trông rất là buồn. Và hôm nay là ngày cuối năm, cũng cuối tuần. Mình đi Costco xem cho vui nha. Và bây giờ chúng ta đi vào bên trong nha các bạn. Và lời đầu cho mình gửi lời cầu chúc đến cả nhà một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Cũng như luôn có nhiều nghị lực vượt qua tất cả mọi khó khăn trong năm mới. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào bên trong xem nha. Và các bạn ơi, cho mình gửi lời nhắn đến tất cả đồng bào, bà con, cô bác, bạn bè, những người mới vào xem kênh mình lần đầu đó. Xin vui lòng để lại một cái like, một cái đăng ký để ủng hộ kênh nha. Mình biết ơn nhiều lắm. Thật sự kênh có phát triển mạnh hay không thì do sự quyết định của các bạn á. Do đó mình rất là biết ơn. Và bây giờ chúng ta cùng đồng hành đi vào bên trong để xem nha các bạn. Hàng hóa cuối năm ở khắp mọi nơi đều giảm giá, nhưng mà ở Costco thì mình nghĩ là chắc giảm giá mạnh lắm á. Bởi vì người ta ùn ra, đa số là đi Costco rất là nhiều. Các mặt hàng điện tử bây giờ để ra đến ngoài cổng luôn. Và bên kia thì một cái quầy rượu cũng vậy, chất đầy ra tới ngoài luôn. Bánh kẹo, các thứ. Rồi bà con người ta đi rất là vui, trong cái vẻ đó hân hoan lắm. Và bây giờ mời cả nhà mình đồng hành đi xem nha.
Và bây giờ mình cũng đang đi dần ra ngoài cổng rồi đấy các bạn. Xin kính chúc tất cả các bạn cùng bà con cô bác mình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Mình xin phép được dừng video tại nơi đây. Và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn cùng đồng bào bà con mình ở nhiều video sau nha.